Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là trưa ngày thứ năm nha anh em. Em lên sóng vài món phụ tùng nha. Anh em cần món nào cứ alo cho em nha. Số em là 0933 207 208. Rồi, đầu tiên là em bán 4 cái hộp bình ha. 4 cái một hộp bình này là 400 nha. Có luôn cầu chì nè, cái nào cũng có cầu chì hết. Hộp bình cúp nha anh em. Anh em muốn gắn chỉ có gắn xe cúp thôi nha. Đó, 4 cái 400. Có đầy đủ cầu chì ha, chưa có đứt gì hết. Rồi một cặp cốt. Cốt này gắn cúp nha. Cặp này thì bán là 400 luôn. Si-rin. Tất cả là si-rin, rất là đẹp luôn. Giá quá rẻ, 400. Chưa qua vệ sinh nha anh em. Anh em về vệ sinh là đẹp thôi. Cỡ này là quá đẹp rồi, chưa có bị dập đầu gì hết. Đó. 400 nha, cặp này nha anh em, vô 81, 86 muốn vô xe nào cũng được, nói chung cúp là vô được hết, đầu đẹp đàng hoàng luôn nè. Đó, giá có 400 mà quá rẻ. Tại vì cái này nước si hay gì chứ còn rất là đẹp nha anh em. À, ống chỉ rồi đầy đủ hết. Giá gì rồi quá rẻ rồi, anh em đi mua cái ống chỉ với cái con tán này không cũng phải hai ba xị rồi. Bán hết thì luôn có 400 mà. Rồi một cái cần số cúp có đề. Cây này thì 300. Gai thì còn khá, si thì cũng còn khá thôi, 300 nha. Giá này quá rẻ rồi. Răng cỏ là ok hết, 300. Rồi một cặp bao tay 81, 86 đẹp. Cặp này thì 500. Có luôn ống ga này mềm dẻo, rất là mềm luôn, cầm vô là bao im nha. Anh em cầm bao tay lô cầm vô nó nghe nó ê tai lắm, còn cái này nó im lắm. Đầu thì chưa có bị rách luôn, rất là đẹp. 500 nha, bao tay 81. Rồi một cái bình xăng custom, bình xăng custom đẹp, custom 50, bình này hiện bán là 1,2 triệu, tuyệt đẹp luôn, ốc là 7 màu hết. Bình xăng là bao garanti nha, bao thì hầm hết, chung là bao tất cả. Nước si rất là đẹp luôn, mấy con ốc là còn 7 màu hết luôn. Co nè, có luôn đầy đủ hết, về là xài thôi, xài cho 82 50 custom 50. Rồi một bộ ốc còn lại nhiêu đây, em bán là 300. Còn lại nhiêu đây nha anh em, nó tùm lum hết, em bán 300 này. Có cặp ốc chống bẩn nè, cặp này nếu mà mua lẻ không đã 200 rồi, ốc chống bẩn đời hấp. Có luôn nè, ốc bắt ba ga mũi nè. Đó, hai con này nữa nè, hai con này cũng có dạng hàng độc dược nè. Đó, hai con này nè, có luôn hai cái lồng đèn bởi cổ nè, ốc giò gà nè. Đó, bộ này còn lại có như đây nha anh em bán là 300 nha, bán cho anh em về mua để dành cũng được. Đó, hai con này là vệ sinh là ra, tại vì cái này nó si ken nên mình vệ sinh là ra liền chứ nó không phải si kia. Hai ốc bắt giò gà nè, đó, đó. Hai con ốc bắt ba gà sao. Nói chung là còn có nhiêu đây em bán 300 á, cặp này anh em mua cũng 200 mà. Họ bán hết nhiêu đây 300. Có luôn mấy mấy con bắt hợp bình này, bắt bô e, nói chung là đó 300. Rồi hai cục này, hai cục này bán thì 300 luôn. Cục này 12V hết ha. Này gắn xe gì cũng được nha, muốn gắn xe gì cũng được tùy anh em thôi. 300 hai cục. Rồi bốn cái tay đèn xi nhan, nó không có chụp, bốn tay đèn này em bán là 1,2 triệu. Đó, bán gì cho anh em về dễ xài, ví dụ nhà anh em còn chụp thì chỉ cần lấy chụp mình vô thôi ha. Bốn bóng rin đàng hoàng, đó bóng rin đàng hoàng 1,2 triệu nha, giá quá im. Atimon C nha, bóng rin bên trong là như mới hết, đế đế đầy đủ cao su điện. Quan trọng nhất là mấy cái lỗ nha anh em, mấy cái lỗ này những chiếc xe trong Việt Nam là chuyên gia nó bị lờn mấy cái lỗ này nè, mở ra mở vô riết á nên lỗ hư hết, còn mấy cái lỗ này là ngon lành hết, mở ra lần đầu luôn, anh em nhìn thấy là biết là lần đầu tiên mở ra luôn. Giá im 1,2 triệu bốn cái. Ví dụ mình mua về về nhà mình mà còn mấy cái nắp á thì mình lấy mình gắn vào mình xài thôi, đỡ tốn tiền. Đó, xì chưa vệ sinh luôn nha, cái này là không có vệ sinh gì hết, bốn cái bóng đèn rin thôi là cũng đủ tiền rồi. Bên dưới nha thì về mình vệ sinh ra, bên trên là ok hết, 1,2 triệu nha bốn cái.
bán về rất là dễ xài luôn. Rồi một cái tấm hắn rin, đó. Tấm hắn này thì 100.000, cái này anh em rim thái xài chung được ha, giá quá yên, 100.000. Ra mình mua cái quầy chợ thì cũng mấy chục ngàn rồi mà đâu có ngon bằng cái hàng rin này được. Hàng rin tháo xe cúp rất là chất lượng, 100.000 nha. Rồi một cái đạp hắn, cái này thì 300, nó gai còn khá, đũa đẹp, nước xi cũng đẹp, xi rất là đẹp, chưa vệ sinh, bên dưới là không có trầy luôn, 300 quá rẻ luôn đó. Nên là nhìn cái đũa là đủ tiền rồi ha, 300 nha. Đập thắng rồi một bộ cam, cam bắp chuối, cam là sirin hết, bộ cam này em bán là 500 nha, giá quá rẻ luôn nha. Đó, cam là đầu rin nè, đó cam sau thì bị hiếu ba cái chân ha, còn lại là thân cam thì cũng rất là đẹp. Anh em về vô những cái dòng 78 hoặc là những cái dòng vít lửa thì vô cam này rất là hay ha, tại vì mấy cái xe đó nó xuống dữ lắm, nên mình mua mấy cái cam này mình vô nhìn chiếc xe mình rất là hay. Hoặc là 81 86 thì đỡ tùy, có 500 mà quá rẻ luôn, cam bắp chuối đàng hoàng. Cái cam này mà anh em lấy cái kìm cắt là anh em cắt nó cũng nặng nề lắm nha, tại vì cái nó rất là cứng chứ không phải như mấy cam lô nha. Cam lô mình để mình cắt lấy cái kìm tay mình cắt cũng được, còn cái này là cắt rất là cứng luôn. 500 nha, bị hiếu ba cái chân sau thôi. Rồi một cái bộ chống đứng, chống đứng này thì bán là 300, sơn zin luôn đầy đủ, lò xo, mặt trăng, cốt, đế thì cũng chưa có lủng ha, thầy đế chưa lủng gì hết, 300 nha. Hiện giờ anh em vô 81 86 gì tùy hết nha, DD cũng được, bên trong cũng chưa có một gì luôn nè, 300 thôi. Rồi một đường dây điện, dây điện mồ côi, dây điện là bao đẹp mềm dẻo, đời hấp nha. Đời này thì cái dây bốn bốn rắc nha, dây ổ khóa đó. Đó cái dây điện này em bán là 400 nha, rất là mềm luôn, 86 nha, 86 81 gì đó tùy anh em. Đó cái đường điện thì nó ghim rờ, trước khi mua thì mình coi cái đường điện ở nhà mình đó, cái lửa lên nó có ghim giống vậy không rồi mua anh nha, về khỏi mất công độ chế mới tin luôn. 400 nha, 400 thôi, dây là mềm xèo luôn, không lỗi lầm gì hết. Họ giá là 400. Rồi một cặp niềng không số, cặp ngày hôm qua bán rồi nha anh em, còn cặp này cặp khác nha. Cặp này thì cũng 900, cặp này thì cũng sirin luôn. Cặp này anh em vô 78 đam hoặc là cánh nén gì đó tùy nha, tại vì cái niềng này nó không có số thì thích hợp vô những cái dòng đó, hoặc là 81 cũng được, hai cái đều 1.2 nha, bên trong là như mới. Niềng này là cái sóng nó cao hơn nha anh em, sóng thì nó sẽ mập hơn nha, sóng này nè nó nhô lên hơn. 900 nha, cặp này 900, sirin đẹp, không một lủng gì hết, xì mấy chục năm rồi, nếu mà cặp này đã tính ra phải trên 30 năm, còn cỡ này là quá đẹp rồi, giá 900. Mình về mình vô những cái dòng 78, 79 hoặc là đam gì đó tùy ha, hoặc là 81 cũng được, 86 cũng được. Chín trăm nha, anh em cần cơ lô 0933 207 208, cặp niền không số. Rồi chào anh em.